Còn trước một số thông tin không chính thống được cho là lan truyền trên mạng về việc là bệnh viện tim thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng chưa trả lương cho nhân viên. Thì ngày hôm nay giám đốc viện tim thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù gặp khó khăn về nguồn thu nhưng mà đơn vị đều chi trả lương cùng thu nhập tăng thêm cho nhân viên trước ngày quy định, chưa hề chậm trễ dù chỉ là một ngày. Liên quan đến vụ việc này, ông Bùi Minh Trạng, giám đốc viện tim thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thông tin này đã gây ra một sự bức xúc đối với lãnh đạo và nhân viên của đơn vị bởi không đúng với thực tế. Theo giám đốc viện tim thành phố Hồ Chí Minh, thống kê qua các năm 2020, 2021 và 2022, mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đều được đơn vị duy trì là 23 triệu đồng một người một tháng. Đây chưa tính tiền thưởng Tết. Đặc biệt trong năm 2021, dù nguồn thu giảm sút nhưng mà nhân viên vẫn được nhận các khoản thu nhập ngoài lương, thường lễ Tết như những năm trước dịch đơn cử như là năm 2022, nhân viên của đơn vị còn được thưởng lễ các ngày 27 tháng 2, 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9, tiền nghỉ mát và thưởng là 5 triệu đồng một người dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động của Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch đã được hội đồng phê duyệt, thưởng Tết dương lịch là 10 triệu đồng một người và Tết âm lịch ngoài một tháng lương thì sẽ được cộng thêm 35 triệu đồng một người. Tất cả khoản thưởng lễ Tết đều được chi trả trước đó khoảng vài tuần. Trao đổi với báo chí sáng ngày 20 tháng 12, ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nghe báo cáo vụ việc và khẳng định ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các thông tin liên quan về sự việc trên nhằm có biện pháp gian đe xử lý người tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.